Ở đây mình có bài 2 của lớp 7 là cài đặt IDEA và NetBeans. Rồi thầy nhắc qua cái phần IDEA tí xíu. Như vậy cái IDEA này là môi trường để phát triển. Ha, IDEA là môi trường để phát triển. Còn cái mà NetBeans là công cụ để lập trình. Rồi các bạn tập trung tí đi đã, rồi tí nữa làm. Chưa gấp, nhìn cái này cái đã. Thôi tập trung cái đã. Hello. Tí nữa rồi làm. Như vậy mình có hai cái chữ nè, hai cái riêng nha. IDEA là riêng, NetBeans là riêng nha. Mà trong đề người ta ghi như vậy. IDEA là môi trường để phát triển lập trình. Tức là nó sẽ có những cái lớp, những cái gói mà nó hỗ trợ chúng ta lập trình. IDEA. Khi bạn cài IDEA xong thì bạn dùng ngôn ngữ nào, bạn dùng công cụ nào bạn lập trình cũng được hết. Nó không có quan trọng. Như vậy ở đây IDEA nó là môi trường để chúng ta lập trình thôi. Nếu như bạn cài NetBeans mà bạn không cài IDEA thì các bạn chỉ có code được thôi, viết lệnh được thôi. Nhưng mà nó không chạy. Còn khi mà bạn cài IDEA rồi, bạn có thể lập trình bằng NetBeans, bạn có thể lập trình bằng Eclipse, bạn có thể lập trình bằng những cái công cụ khác, kể cả là Notepad bạn cũng lập trình được luôn. Như vậy thì mình phải cài IDEA trước, tức là tạo ra cái môi trường lập trình trước. Sau khi mà các bạn cài IDEA xong, thì các bạn cài đến tiếp là công cụ để lập trình. NetBeans. NetBeans là nó hỗ trợ để chúng ta viết một cái ngôn ngữ Java. Cũng có nhiều ngôn ngữ khác, nhưng mà NetBeans thì chúng ta sẽ nhìn thấy Java trong này đầu tiên. Ngày sau khi các bạn cài xong NetBeans, nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là làm giúp cho thầy một cái bài Hello World. Đơn giản thôi. À, cực kỳ đơn giản. Ngày sau khi mình cài xong NetBeans này, các bạn cài cái nào cũng được, nhưng chú ý giùm thầy, phiên bản của IDEA và phiên bản của NetBeans phải tương ứng. Nhiều khi mình cài IDEA cao quá mà NetBeans mình cài thấp. Ví dụ như là IDEA mình cài đến mười mấy luôn mà NetBeans mình có 8.1 thì nó không hỗ trợ. Thì đối với cái trang hướng dẫn này, người ta sẽ cho các bạn là tải IDEA và tại NetBeans thì người ta đã chuẩn bị những cái bản tương ứng cho bạn cài rồi. Và sau khi mà bạn hoàn thành được một cái cài đặt NetBeans thì các bạn sẽ làm một bước tiếp theo. Ở trong đề thì người ta chỉ nói là cài thôi, cài. Còn bây giờ mình làm một bước tiếp là các bạn sẽ vào NetBeans, các bạn sẽ chọn New Project. Trong này nó có một cái là new file, một cái là new project. Trong cái new project này thì thường chúng ta sẽ chọn hai kiểu project. Thứ nhất là Java with Maven. Hai là Java with Ant. Thì mình chọn cái dưới này. Có thể là một số bạn cài thì cái này nó nằm ở trên. Cái quan trọng là các bạn nhìn thấy cái chữ là Java with Ant. Bên này nó có nhiều lựa chọn, mình chọn là Java application, tạo một dự án Java. Rồi chọn next. Sau khi mình chọn next thì chỗ này nó sẽ hỏi là lưu ở đâu, lưu ở đâu. Thì mình có thể lưu ở trong cái thư mục mà các bạn đã tạo trước đây ở bài lớp 1, lớp 2 gì đó. Ví dụ như là IT 101 của chúng ta. Open. Ở đây tiêu đề. Tiêu đề. Tiêu đề thì không dùng tiếng Việt. Tất cả các cái đường dẫn này đều không có tiếng Việt. Ví dụ kể cả ổ C của các bạn, hoặc là một cái thư mục. Ví dụ như các bạn mà xài Windows mà tiếng Việt á, mà các bạn lưu trong document thì nó để là tài liệu cũng không được luôn.
nó không biên dịch được. Thì bạn chú ý lại cái đường dẫn này. Đường dẫn này giúp thầy. Và các bạn sẽ đặt cái tiêu đề, đặt tiêu đề của chúng ta theo cái tiêu đề này luôn cho nó dễ. Cứ copy cái tiêu đề này vô. Ví dụ ở đây. Copy vô. Tất nhiên là đang có tiếng Việt đúng không? Mình vô đây, mình bỏ chữ Chí Toàn tiếng Việt, mình viết Chí Toàn. Viết liên tục luôn nha thầy. À, các bạn dùng shift gạch. Tại vì nếu như mà các bạn không dùng shift gạch thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều backkit các bạn. Chí Toàn. Shift gạch C1, shift gạch số, shift gạch mã số sinh viên, shift gạch Chí Toàn không dấu. Viết liền. Cái này là tên. Cho nên là mình viết liền. Và mình chọn finish. Kết thúc. Mình tạo ra một cái project mới. Và đây, cái project mới của mình đã được tạo. Đây, C1, shift gạch 35, shift gạch mã số sinh viên, shift gạch Chí Toàn. Và mình có cái file gốc ở đây. Khi mà bạn thấy cái file gốc này, nó để là code application logic here, tức là gõ lệnh ở đây. Thì các bạn vô đây, các bạn gõ lệnh system chấm out chấm print ha, system chấm out chấm print. Bạn sẽ đưa vô đây là cái thông tin của mình. Đó, mình cứ copy mình dán vô là xong. Xong thông tin rồi đó ha, system chấm out chấm print. Đưa cái thông tin của mình vô đây, nằm trong dấu nháy kép. Không có chữ S. Nếu như các bạn cài phiên bản NetBeans thấp thì chỗ này nó không có chữ S nha. Chữ S là tự cái NetBeans này nó gợi ý cho mình là bên trong này chúng ta đưa một cái string. String là một chuỗi. Rồi sau khi mà các bạn đã xong thì các bạn bấm cái nút chạy ở trên này nè. Run. Bấm nút chạy ở trên trên. Hôm trước thầy có tạo một cái dự án Maven cho nên giờ nó update hơi lâu. Sau khi mà các bạn đã chạy xong thì cái màn hình của chúng ta ở đây. Chỗ này các bạn thêm chữ LN đi cho nó xuống dưới, xuống dòng. Rồi, đây, kết quả của chúng ta. Như vậy là nó đã chạy được cái ứng dụng Java. Nó đã chạy được ứng dụng Java. Và nó đã thấy được cái màn hình của chúng ta. Màn hình của chúng ta. Và các bạn sẽ copy... chụp lại cái màn hình này. Các bạn chụp lại cái màn hình này. Là vừa có cái đoạn code, vừa có cái kết quả chạy. Và dán ngược lại trên Zalo giúp thầy. Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái bài cài đặt NetBeans. Đó. Được chưa? Như vậy cài đặt NetBeans. Đây mình mới chứng minh là mình đã cài đặt xong. Tức là cài đặt xong mà còn đúng nữa thì nó mới chạy được. Ok.